Thưa quý vị, trưa nay ngày 13 tháng 12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp đoàn đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam do ông Julian Guarrier, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên minh châu Âu tại Việt Nam, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh bày tỏ vinh dự khi được ngài đại sứ và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, giới thiệu những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội và những điểm mạnh của thành phố, đồng thời nhấn mạnh về quan hệ hợp tác của Đà Nẵng với các nước châu Âu trong thời gian qua trên các lĩnh vực. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn ngài đại sứ giới thiệu và phối hợp tổ chức các đoàn đến tìm hiểu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, v.v. Ông Julian Guerrier, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đánh giá cao về môi trường tiềm năng phát triển của thành phố Đà Nẵng, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng về hỗ trợ thực hiện dự án chuyển đổi năng lượng thân thiện với môi trường, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và hỗ trợ xây dựng các chính sách phát triển thành phố, qua đó xây dựng Việt Nam hòa bình, kinh tế phát triển và người dân có thu nhập cao.